Rồi em xin chào kênh bonsai thôi, anh chào tới cô chú anh chị. Nay em có lên clip mai dạo ghiên, dạo hột, dạo thú đức để giao lưu tới cô chú anh chị. Chương trình phí ship em là miễn phí ship toàn quốc luôn. Đó là cái mai em mới vô chậu có một tháng ngoài như vậy là giờ ship tới cô chú anh chị mình chắc ăn trăm trăm luôn. Đó là ghế nó ăn chỉ có vòng vòng trong cái bầu đất ở trong đây thôi, còn xe dừa này là nó chưa ăn ra. Đó là em tạo nó vòng 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 bao gồm cái bầu hết là ship tới đâu cái bầu không giờ bể nó, nên cái cây không bao giờ nó bị sừng, không bao giờ bị héo. Đó. À, ship tới của chú anh chị. À, em đi cây tiếp theo này là cây số 81. Cái này chưa có mặt bông, em tính cái này 5 cánh. Nó cho cô chú anh chị mình có mua 5 cánh thì mua. Rồi, quanh 21. Chiều cao thì 135. Tán ngang thì 108. Đó, cây mã số 81 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000 miễn ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 82, nó như 82 là chương trình em là bán cái mặt bông thực tế rồi cô chú anh chị. Đó, cây nào không có bông là em không dám nói cánh nhiều, cây nào có bông rồi thì có cánh điểm thực tế của chú anh chị mình coi luôn đó. Anh điểm coi. Hai lớp chắc nhẹ cũng 90. Đây là 3 6 9 10 cánh đó. Như cây này làm từ mượn lên nè. Đó, ở đây là 3 4 3 5 6 bông là gặt luôn. Là mai này em bán mai ghim từ hột nghe cô chú anh chị. Rồi hoành 21 yếu tính 20. Chiều cao là 140. Tán ngang là 97. Cái mã số 82 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000 em miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi tới cái mã 83 nó chương trình em là bán bông thực tế của chú anh chị. Đó, rồi anh Quyền Phiên anh chụp vô cái bông cho cô anh chị thấy cái bông có thể là điếm được luôn. Đó. Đó, rồi chụp ở trên đây cái bông đó, nó chụp 2-3 cái bông rồi cô chú anh chị mình biết là đạt ra mấy chục trăm mà. Đó. Rồi ghim từ hộp luôn nha cô chú anh chị. Đó, mua cô chú anh chị mình có cái vườn nào á thì mua ra lâu lâu cái mua cây hai cây về trồng nguyên một vườn gì đó thì vài năm sau cô chú anh chị mình tung ra bảo đảm cô chú anh chị mình lời gấp biết bao nhiêu gấp bội lần luôn. Chết mẹ hoành nghe nói lời quá ham. Rồi hoành 23, chiều cao mách dữ, tán ngang là 99. Đó, cây mã số 83 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000 miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 84. Đó, chương trình em bán bông thực tế. Này có cái bông là em mới nói chuyện với cô chú anh chị. Đó, mấy cái bông này héo hết rồi mà thực tế là em thấy là nó 7 cánh. Nè, như bông này nó héo rồi, thực tế 7 cánh nè. Nó nở nè, mấy cái cây mà nó nở, nó héo mà nó còn đu lên á, là cái đó là giảo rồi cô chú anh chị. Còn nó nở ra cái nó rụng cái đó là hồng mai mai ngang mai thường. Rồi hoành 22, chiều cao là 1m4, tán ngang là 100. Cây 84 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 miễn phí ship. Rồi tới cái mã số 85. Đó, bông thực tế chú chị mình thích cái loại bông nào thì mua loại bông đó. Đó, một chùm á. Mà trên này cái bông có mấy cánh nè anh? Rồi, đó. 6 7 gì đó, nó thực tế đó. Rồi hoành 22. Chiều cao là 1m7. Tán ngang là 1m4. Cây mã số 85 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 86. Nó tàn tạt ngang không nghe cô chú anh chị. Đó, chương trình em bán bông thực tế. À, rồi anh coi bông bên đây luôn, quay chừng 2-3 cái bông chụp vô cho cô chú anh chị nhìn xem. Đó, rồi đang chụp nữa nè. Đó. Như vậy là chú anh chị mình biết đặt mấy chục trăm cho anh đó. Như cái này là đặt 100 rồi đó. Rồi thông số luôn. Rồi hoành thang 21. Chiều cao mách dữ. Tán ngang là 115. Đó tàn tẹt kia không. Cây mã số 86 này làm giao lưu với chú anh chị là 1.700.000 miễn ship toàn quốc luôn.
Rồi tới cây mã số 87. Đó, chương trình bắn bông thực tế. Đó, thấy bông chưa? Đây là 6, 6, 6. 6, đó, cả chục cái 6 không á. À, trước mắt là cái gì đó. Rồi, hoành thân là 22. Chiều cao là 1m5. Tán ngang là 119. Cái mã số 87 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000. Miễn ship toàn quốc luôn. Rồi tới cái mã số 88. Đây, cái này dán dán lắc lắc lư nha. Đó, chương trình em là chương trình bán mông thực tế tới cô chú anh chị mình luôn. Đó, mua khỏi sợ bị lầm, ăn ngon ngủ yên luôn. Mua cây bông nào là ngủ tới sáng nở ra bông đó. Nè, nó bông thực tế chụp vô chưa? Nè. Đó. Rồi, rồi cái bông này nè 3 6 9, đó cái bông thực tế chính đó. Mà này 6 7 8 9. Ừ. Sẵn luôn. Cái này có đế nghe. Đó cái cũ. Cái cũ 34. Hoành 24. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 89. Cây mã số 88 này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 2.600.000. Miễn ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 89. Này lớn nha. Rồi, đây có mặt bông luôn. 6789. 368. Đó, đó một bên đèn bên nè. Đó. Quay bông thực tế của chú anh chị mình thích bông nào là mua cây đó. 78 ha. À. Bây giờ nó nở ra chỉ 7, cái tỷ lệ 78% cho đẹp là nữa nó nè. Tới Tết ngay mùa xuân nó nở tới 10 phần nghe của chú anh chị. Bây giờ mùa này không phải mùa của nó. Rồi cây mã số cái hoành là 26. Cái này cái 89. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 1m45. Cây mã số 89 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000. Nó miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 90. Đó, cái 90 cũng rất là đẹp. Đó, cây này không có cá, không có bông thì em kể là từ 5 cánh cho lên nha cô chú anh chị. Nó em bán là thiệt tình vậy đó. Cái này cái đế mà ngã ngã xiên xiên cũng đẹp nha. Nè coi nè. Hoành 28 yếu tính 27. Cành tẹt ngang không. Chiều cao 1m5. Tán ngang là 111. Đó, cây mã số 90 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000. Miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 91. Đó. Chương trình em là chương trình bán bông thực tế. Có bông là điểm cánh, không có bông thì kể năm trở lên cô chú anh chị mình là em bán là bảo đảm 100%. Đó. Coi cái bông có nhiêu cánh anh. 7 cánh. Đó, 7 cánh. Rồi cái này có đít nha. U có 2 giò luôn. Đó, 2 giò trước luôn như thú à, không có chơi đâu. Nè. Em đo lại là cái cũ rồi chứ không có đo 2 giò của chú anh chị là 38. Rồi đó trên đây là nó hoành ở đây là 24. Chiều cao là 1m4. Tán ngang là 96. Đó, cây này là em bo lại rồi đó, nó đang búp bông á. Rồi đang búp đọt. Cây mã số 91 này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 3 triệu. Nó miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 92. Đó. Đó, thực tế coi. Cái này là 5, 6, 8 nè, cái này 8 nè. Đó. Cái này 6 nè. Nè. Đó. 5, 6, 7, 8. Chắc nó có 8 là nó phải có 9, 12 trong đó cô chú anh chị.
hoành 26, chiều cao 1m5, tán ngang là 115, tàn cực kỳ không. Cái mã số 92 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000, nó miễn có ship toàn quốc luôn, ship luôn cái chậu tới nhà, đi tới đâu sống cái đó, bao sống của chú anh chị mình luôn. Rồi tới cái mã số 93, đó, cái thực tế này có mấy bông là 5 nè, 6 nè, đó, thấy không, 5 đó, dưới đây 6, đây cái bông đây nè, đó, rồi thông số luôn, rồi, cái đế có đế nghe, nè, nó phì nè, nó phì ra tới đây luôn nè, cô chú anh chị, nè, cũ dữ nghe, tắt đi, đó, cũ rồi ra chơi. Cái cũ này cái cũ ngộ lắm chứ không phải cái cũ mà. Cái này 35 cái cũ. Ở trên này 21. Chiều cao thì 134. Tán ngang thì 100. Cái mã số 93 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000, miễn có ship toàn quốc luôn. Tàn tạc cái kiện của chú anh chị. Cái này em không bo là dữ lắm rồi cô chú anh chị. Đó, em bo vô gì là nó ra một đợt đọt là cô chú chị mình thấy cái cây thành cây thông luôn à. Tạng tạc là mới ra rẻ thông nha cô chú anh chị. Đó, chương trình em là bắn mông thực tế. 94 hả? Ừ, cây số 94. Này tại cái nền nghiêng của cô chú anh chị, nó bông thực tế của chú anh chị mình nè, chụp vô. Đó. 89 không như đây nè. Ha, đó. 8 với 9 không nè. Hoành thân là 20, chiều cao là 1m29, tán ngang là 84. Cây mã số 94 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000, miễn có ship toàn quốc luôn. Có cái mã 94. Rồi tới cây mã số 95. Đó, 95 mình không có bông, cỡ như cây này là 5 cánh. Đó, chơi vậy chắc cú của anh chị mình. Ai phá 5 cánh mua 5 cánh. Nè coi cái đế này của anh chị có đế nha. Hoành thân là 23, yếu tính 22. Chiều cao 1m5. Tán ngang là 119. Đó, cái mã số 95 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000. Miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 96. Đó. Chương trình em bắn bông thực tế của chú anh chị mình nhìn bông mà mua giùm em. Đó. Đó. Nè, cái nhánh này lớn nè, bông mẻo nó mà gì nè. Đó. Nếu mà cái bông này mà nó nằm trên cái cành bự này ha là nó nở có thể gấp đôi luôn á. Nè, đây cái bông đó nè. Nó bự vậy nè. Nằm ngay cành nhỏ mà vậy đó. Tâm số luôn. Hoành thân là 24. Chiều cao là 1m5. Tán ngang là 119. Đó, cái mã số 96 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi tới cái mã số 97. Đó, chương trình em mà chương trình bán bông thực tế. Cô chú anh chị nào thấy thích cái bông nào mua bông đó. Mua bông nào là nữa mình lặt lá ra là nó có bông sáng ngày là nó nở bông nguy gan vậy. 4, 7, 8. Đó. Không lo sợ nó nở bông khác. Rồi hoành 23, yếu một tí tính 22. Chiều cao là 135. Tán ngang là 93. Đó, cây mã số 97 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Đó, miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi, tới cây mã số 98. Đó. Bông thực tế của chú anh chị. À, coi chú anh chị coi cái bông kìa.
cánh. Rồi đây là đang cái này, đang cái này chụp vô cho cô chị mình thấy cái bông cái đi. Đó. Đây có luôn. Còn thân ở đây là 26. Số lẻ. Chiều cao là 1,5 m. Tán ngang là 91. Đó. Cây mã số 98 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu. Em miễn cái ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 99. Đó, chương trình này em là bán bông thực tế của chú anh chị mình coi nè. Bông này cũng rất đẹp. Nè, coi nè. Nhiều cánh anh? 7 cánh. À, 7. Bên này cũng 7. Bên này 7. Ừ. 7 cánh lên ha. Ừ. Đó, bên này 7 lên nè. 8, con bông đó 8. Con bông 8 luôn. Bông này 8 nè. Rồi. Đó. Hoành thân là 24, yếu tính 23. Chiều cao là 1,6 m. Tán ngang là 116. Đó, cái mã số 99 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Miễn có ship toàn quốc luôn. Rồi tới cái mã số 100. Đó. Đó, cây nào cái nấy, cái này giáo ghim từ hột lên, giáo thủ đức nha cô chú anh chị. Nó có cái bông kìa anh. Đó, đây nè. Thân cục quá. Đó. Lớp. Rồi hoành thân là 22. Chiều cao là 1,5 m. Tán ngang là 100. Đó, cái mã số 100 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000. Miễn có ship toàn quốc luôn. Là cũng là cuối clip. Em xin chào cô chú anh chị. Hẹn tạm biệt.